Dạ em xin phép kính anh chị ạ. Anh chị hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2024. Em tên là Đình ở Con Tum. Số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Dạ kính anh chị, hôm nay thì bên em cũng xin phép tiếp tục giới thiệu đến con chị một số các loại phong lan của khu vực rừng Con Tum. Thì hôm nay anh em họ đi những khu vực rừng gần thôi anh chị. Thì anh em họ lấy được cái loại kiều vuông cái khu vực phân bố của nó là cái khu vực rừng thấp anh chị. Và nó ăn nắng nhiều, thành ra kiều vuông thì nó dở trong hơn so với các cái dòng kiều khác và hoa nó cũng khá đẹp nữa anh chị. Thì hôm nay thì cũng có một số phần kiều vuông và cái dáng hương tam màu sắc ở chỗ em người ta dạng gọi là dáng hương quế nâu anh chị. Hôm nay bên em cũng có hai phần thôi, con chị sưu tầm. Và các phần bên em bán lại hôm qua anh chị, giảm giá xuống cái mỹ dung mỗi phần 60.000. Và cái thanh đạm ba gân cũng khá là đẹp đó anh chị. Thì mỗi phần tầm cỡ 40.000 anh chị. Thì con chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến cho bên em đầu số là 0973 821 799. Có thể là nhắn tin hoặc gọi qua Zalo số tôi vừa đọc. Thì các mức giá thì chưa bao gồm cái phí ship vận chuyển. Bên em sẽ đồng giá 30.000 cho tất cả các đơn hàng. Thì bên em đi vào chi tiết các đơn hàng anh chị. Đầu tiên là cái kiều vuông. Cái kiều vuông hay gọi là cái thủy tiên trắng anh chị. Thì cái phần kiều vuông số 1 này. Nói chung là cái giờ này nó tròn đều. Con chị mua về ghép ra chơi hoa thì quá đẹp luôn anh chị. Bởi vì nó hình thức dáng nó tròn đều. Và cái hình thức này thì con chị trồng chậu thì nó ít đẹp. Nên con chị lấy cái cục gỗ hay cục giấy gì đẹp đẹp anh chị ghép như thế này anh chị. Thì hoa thì nó sẽ phân tán nó tròn, nó đều. Giờ này rất là đẹp luôn anh chị này. Hàng này hàng nguyên dê. Cái kiều của Con Tum thì các cái giá hành là to lắm anh chị. Mập và là chắc. Và những cái hàng dài thế này thì cái vòi hoa chắc chắn nó sẽ dài hơn anh chị, nhìn nó dài sẽ đẹp. Thì cái kiều vuông số 1 bên em bán 220.000 anh chị. Phí ship 30.000 nữa. Phí ship 30.000 nữa là 250.000 anh chị. Để con chị sưu tầm. Cái kiều vuông số 1 220. Đó là cái kiều vuông số 2 này. Cái kiều vuông số 2 thì cũng một phần cũng rất là đẹp luôn. Em xin giới thiệu trước cái thân anh chị, thân mập to thế này anh chị. Và cái này cũng khá là nhiều thân, cái này thì thích hợp của anh chị trồng chậu đẹp này. Này cái giờ kiều này anh chị, kiều vuông phần số 2 này. Đây. Kiều vuông số 2 nó cũng khá là xum xuê luôn. Đây. Đây kiều vuông số 2 anh chị. Giờ này to lắm. Bên em bán với giá 280.000. Kiều vuông số 2 này. Tiếp là kiều vuông phần số 3. Kiều vuông số 3 này anh chị. Thì phần này 220.000 chị, thầy một dê. Cái này trồng chậu thì quá đẹp luôn, bởi vì nó gọn gàng và nó thớ nó sẵn hết rồi anh chị. 220.000. Thân to, mập và dài, kích cỡ tầm cỡ 40 đến 50 cm anh chị. Đây, thân lá nhiều lắm. Và lá cũng đẹp. Đó. Đây, cái kiều vuông phần số 2 là 220, thứ 3 là 220.000. Tiếp theo là cái phần số 4. Còn số 4 thì 1 giờ thôi, bên em bán với giá 70.000 anh chị. Giờ này thì được cái là bộ lá to. Bộ lá này chắc tầm cỡ 90 cm anh chị. To và nó hơi tròn anh chị. Nguyên 1 giờ luôn. Giờ này thì anh em mà khai thác nó bị gãy mất mái thân rồi anh chị. Phần này bên em bán với giá 70.000, kiều vuông phần số 2. Dài, kích cỡ tầm cỡ 50-60 cm anh chị. Kiều vuông phần số 3. Phần số 5. Số 5 thì bên em bán 100.000 này. Những cái phần này kích cỡ nó vừa phải thôi. Thì thân nó cũng rất là mập luôn và tình trạng cây tươi và đẹp. Bên em xin giới thiệu từng dề. Có một dề dề này. Dề số 2 đây anh chị. Dề số 3 này. Dề số 4. 4 dề này. Con chị mua chậu lên chậu thì khá đẹp luôn. Phần số 5 mà với giá 100.000. Cái vùng phần số 6 này. Phần số 6 thì cũng hàng rất là đẹp luôn anh chị. Này thì con chị mua về trồng hai chậu đi cho nó đẹp hơn. Phần số 6 này. Này một dề. Thân mập. Kích cỡ này anh chị, một dề. Tiếp bây giờ số 2 này anh chị. Con chị mua về ghép có thể hai chậu đi, hai chậu cho nó đẹp hơn. Mỗi dề một chậu. Hai dề này bạn bán với giá 160.000 anh chị. Cái kiều vuông phần số 6. Tiếp đến cái kiều vuông phần số 7 này. Kiều vuông hay gọi là thủy tiên trắng. Số 7 với giá 100.000. Con chị xem thân này. Này thì kích cỡ nó thế này thôi. Tuy nhiên thì thân nó mập. Đó. Ú nù luôn anh chị, còn có một dề, dề số 2 này, đặc biệt dề này,
khá là mọc luôn, 2 dê này. Và dê số 3 này. À, 3 dê này bên này bán cũng với giá 100.000 chị, cái kiều vuông phần số 7. À, kiều vuông phần số 8 này. Số 8 thì cũng với giá 100.000 luôn. À, kích cỡ này. Đôi khi thân nó mọc thì cái số lượng nó dê nó sẽ ít hơn tí anh chị. Ví dụ nó ốm thì người ta bán ốm thì cái số lượng dê nó sẽ nhiều hơn. À, tuy nhiên thì theo em thiết nghĩ thì những dê thân to này con chị sưu tầm thân thú đẹp anh chị, và sưu tầm những giống này rất khỏe luôn. Còn gồm có một dê. À, dê số 2 này, mập này, 2 dê này. Dê số 3 anh chị. Số 3 thân tơ nhiều tuy nhiên cái bộ lá nó xấu tí. À, 3 dê này. À, giờ số 4 anh chị, giờ 4 khá đẹp luôn, thằng u nù luôn. 4 dê, bây giờ số 5 này. Số 5 cũng u nù luôn anh chị này. À, phần số 8 là 100.000. Kiều vuông phần số 9. 9 là 90.000 anh chị. Này, này thằng này, này có gì xem. Thằng rất mập luôn, 1 dê. À, giờ số 2 này anh chị. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4 này. À, giờ số 5. À, và giờ số 6 này. Dạ, 6 giờ này bạn em bán giá 90.000, kiều vuông phần số 9. Đó là kiều vuông phần số 10 này. À, là 100.000. Phần này thì cũng ngắn ngắn thôi, tuy nhiên thằng à, cũng những cái phần ngắn này nó vẫn ra hoa bình thường hết chị. Tuy nhiên thì cái vòi hoa nó sẽ ngắn hơn những cái cây dài. À, à, phần này gồm có 1 dê này, mập. À, giờ số 2 này. À, này thì con chị thích hợp với chơi mini, chơi tiêu cảnh này sẽ đẹp. À, 3 dê. À, 4 dê. À, giờ số 5 này anh chị. Dạ, số 6 ạ. À. Số 7 này. À, số 8 này. Số 9. À, số 10 giờ này. À, 10 11 12 giờ với giá 100.000 chị, kêu vuông phần số 10. À, tiếp đó là cả cái phần dáng hương tam màu sắc. À, chỗ em gọi là dáng hương quế nâu á. À, thì phần số 2 em chỉ để phần số 2 đứng chị, phần số 1 bên kia. À, số 1 cái lớn hơn, số 2 là cái bé hơn. Phần số 1 là 80.000. À, bao gồm có một cây, em xin phép tính từng cây luôn. À, cây số 2 đây anh chị. À, cây số 3. À, cây số 4 anh chị này. Cây số 5 này. À, cây số 6 đây. À, cây số 7 này. À, cây số 8. À, cây số 9. À, cây số 10. À, cây số 11. À, cây số 12 là hình như nghiêng về anh chị. 12 này. À, 13 này. 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 giờ gì đó. Bên em bán với giá 80.000. Kiểu cái quế nâu phần số 1, số 2, 80.000. Tiếp theo phần số 1. Phần số 1 là cây to hơn. Phần này bên em bán 80.000. Giáng hương tam màu sắc. Hành gọi là giáng hương quế nâu đó. Còn có một cây. Cây số 2 là cây khổng lồ này anh chị. Cây số 2 này. Cái đó là cây số 3. Đây cây số 3 này. À, cây số 4. Đây cây số 4 anh chị. Cây số 5 này. À, cây số 6 này. À, cây số 7 này. À, và cây số 8 này. Gồm 18 cây. Với giá là 100.000. À, cây to. Tức là hai cái phần mỹ dung. Mỹ dung nhà hương. À, phần số 1 là 60.000. 60.000 cây số 1 anh chị. Kích cỡ cây này. À, số lượng cặp lá đây. Một cây, cây số 2. Cây số 2 thì số lượng lá rất là nhiều và cây cũng rất là lớn luôn. Hai cây này bên này bán 60.000, mà dung. À, mà dung phần số 2 à, cũng với giá 60.000 luôn. À, phần số 2 này. Còn có một cây đây anh chị này. Đây, cây này, một cây này. À, giờ cây số 2 đây. Cây số 2 mẹ con, cây số 3. À, cây số 4 này. À, 4 cây này mình bán 60.000 luôn. Tiếp là hai cái phần cái thanh đạm ba gân, phần số 1 là 40.000, nguyên một dê. À, thanh đạm ba gân, số 1 40.000. Phần số 2 này, số 2 này cũng có giá 40.000 luôn. Còn có một dê này. Dê số 2, à, rồi số 3, à, 4. Cái này thì hoa nó hình thức thế này anh chị. Đây hoa cái vòi hoa nó này, vòi hoa nó dài thế này. Và đằng này nó cũng nhiều hoa lắm. Tuy nhiên thì ở trên rừng thì nó rụng bớt rồi anh chị. Rụng bớt cái quả đó. À, hoặc là nó đậu chỉ ít qua hơn. À, hình thức hoa như thế. À, thì phần này cũng 40.000 anh chị. À, thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các cái loại phong lan của khu vực rừng Con Tum, cũng xin giới thiệu đến con chị. Cũng rất cảm ơn con chị đã quan tâm theo dõi ạ. Em cảm ơn con chị rất nhiều ạ.